Chào mừng các chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy AHA, kênh chuyên chia sẻ và giới thiệu các loại máy móc chế biến thực phẩm. Cảm ơn các chị đã đăng ký kênh cũng như theo dõi kênh thường xuyên của Điện Máy AHA. Thì video hôm nay Điện Máy AHA sẽ giới thiệu và chia sẻ với các anh chị một chiếc nồi nấu cháo công nghiệp 80 lít sử dụng dầu. Đây là một trong những model hay là những mẫu mã mới được Điện Máy AHA nâng cấp và cải tiến từ năm 2022 này. Nó có một vài cái đặc điểm mà nó khác một chút, khác so với lại cái mẫu của năm 2020 và 2021 như bên cạnh này các chị nhìn thấy đây. Đây là mấy mẫu nồi nấu cháo của Điện Máy AHA của mẫu năm 2020 và 2021. Nói về cái chiếc nồi nấu cháo công nghiệp 80 lít và sử dụng dầu này, thì tổng quan của chiếc nồi này thì là tất cả thân vỏ và hầu hết cả từ nắp cho đến thân trong, thân ngoài, vách đều sử dụng là chất liệu 100% là inox 304 cao cấp, inox xước đó. Inox này đang là một trong những loại inox mà được sử dụng rất là phổ biến trong ngành thực phẩm, cũng như là trong, đặc biệt là trong cái ngành nhà hàng, khách sạn, trong nhà bếp đó, thì được sử dụng rất là nhiều. Vì inox này nói chung là bề mặt xước nó chống lóa và nó có, đấy là cái đặc điểm rất nổi trội của nó, cũng như là nó có tính thẩm mỹ rất là cao so với inox mờ và inox bóng. Vì hầu hết các thiết bị cao cấp cho khách sạn đều sử dụng loại inox xước như này, 304 xước như này đó. Về cấu tạo của chiếc nồi này thì là vẫn được thiết kế theo dạng là cấu tạo hình khối trụ tròn, vỏ ngoài vỏ ngoài là đều cũng là inox xước đây. Phía bên tay phải thì là chính là cái vòi xả nước ở trong nồi cháo, vòi xả cháo cũng như vòi xả nước đấy để ta vệ sinh. Còn phía bên tay trái này, đây chính là ống thăm dầu, đây là ống thăm dầu này, cũng như là cái vòi xả dầu cặn. Sau qua một thời gian khoảng từ 10 đến 12 đến 14 tháng, ta có thể xả dầu cặn đi để lâu ngày rồi ta thay dầu mới. Ở phía trong của nồi đây, còn phía trong của nồi đây thì là được vẫn làm như mọi khi, là được thiết kế một chiếc theo dạng hình tròn, đáy thì là cũng được bo tròn, để đảm bảo là có tính thẩm mỹ, cũng như là cái đáy bo tròn không điểm chết đấy, thì nó sẽ dễ dàng vệ sinh cũng như là có tính thẩm mỹ rất là cao. Còn bề mặt của nồi, chị nhìn đây, bề mặt này, cái vanh này thì đã được Điện Máy AHA cải tiến lên. Chị nhìn nhá, em nắp thử cái nắp vào này. Đó, chị nhìn chưa? Cái nắp này thì sẽ có một cái ưu điểm rất lớn, đó chính là nó giữ được nhiệt. Nó hạn chế cái lượng hơi thoát ra, cũng như là cái lượng nhiệt nó thoát ra. Cái nắp vung cũ của năm 2020, 2021 ấy, thì nắp phẳng trên bề mặt này thì là nó có thể dẫn đến cái việc mà nó mất hơi nước. Nhưng mà nắp từ những mẫu năm 2022 sang mẫu này thì Điện Máy AHA đã cải tiến cái phần nắp đã âm xuống, và nó sẽ tiết kiệm được những cái phần nước hơi nước bay đi, nó sẽ không làm cho cháo bị cạn nước. Đây là những cái ưu điểm rất lớn từ chiếc nồi vung này. Còn các chị cùng nhìn đây, những chiếc tay nắm, những chiếc quai này thì nó được thiết kế và làm từ những chiếc ống hộp, những ống inox rất là chắc chắn, được hàn rất là chắc chắn và có tính rất là mềm mại. Đây, đây. Một chiếc nồi nấu cháo này thì đã sử dụng cái dung môi truyền nhiệt là dùng bằng dầu. Thì đối với một chiếc nồi nấu cháo 80 lít này thì trung bình các anh chị sẽ cần phải đổ khoảng từ 30 cho đến 32 lít dầu ăn. Thì như thế sẽ đảm bảo là phần dầu, khoang dầu nó sẽ ôm được, nó sẽ bám được rất nhiều lên ở cái phần thân trong của chiếc nồi nấu cháo này. Như thế là nó sẽ được giúp cho cái việc mà truyền nhiệt rất là nhanh, cũng như là nó rất đun cho phần nước rất là nhanh sôi. Thì chúng ta không nên tiết kiệm dầu ăn quá, đổ ít quá, cuối cùng dẫn đến cái việc mà cháo rất là lâu sôi, cũng như là cái việc mà nó bị nhanh cạn dầu đi. Thì chúng ta sẽ cần phải đổ cái lượng dầu mà
theo như khuyến cáo của nhà sản xuất khoảng từ 32 đến 30, khoảng 30 32 lít, có thể đổ hơn một chút nữa 35 lít cũng được. Như thế là sẽ rất là tốt. Tại vì sao? Vì lượng dầu này các anh chị sử dụng là trung bình là khoảng từ 10 đến 12 tháng, có thể 14 tháng chúng ta mới phải thay gư. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ thăm dầu ở những cái que này. Nếu mà lượng dầu nó cạn xuống một vài phân thì các anh chị có thể đổ thêm vào đấy khoảng một chút, 1-2 lít gì đó, đảm bảo là dầu không bị cạn nhiều quá. Còn về phần điện, hiện tại thì chiếc nồi nấu cháo 80 lít công nghiệp này thì đang được thiết điện máy thiết AHA thiết kế vẫn có hai loại điện, nên các anh chị cần phải nêu cái nhu cầu các chị muốn dùng điện một pha hay là điện ba pha để điện máy AHA đầu nối điện cho phù hợp với các anh chị. Thì để đảm bảo là cái sử dụng được thì là các chị cần phải treo chiếc tủ điện này lên cũng như đầu nối điện nguồn cho chiếc nồi nấu cháo này. Thì về cấu tạo của tủ điện nguồn của chiếc nồi nấu cháo 80 lít này thì nó cũng tương tự như những cái nồi nấu cháo khác, là đều có một chiếc tủ điện này, phía ngoài là có một automat điều khiển thanh nhiệt số 1 này, và có phần chiết áp đây, chiết áp này đều điều khiển cho thanh nhiệt số 2. Ngoài ra thì có thêm 3 cái đèn báo, đây là đèn báo đỏ, đèn báo nguồn chính của tủ này. Ngoài ra thì thanh nhiệt số 2, đèn báo xanh là báo cho đèn thanh nhiệt số 2, và đèn báo vàng thì đèn báo của thanh nhiệt số 1. Phía trong của tủ thì là có một chị nhìn đây, là có chiếc automat tổng. Automat này là giúp là có tác dụng là đóng ngắt toàn bộ điện của chiếc nồi nấu cháo 80 lít này. Thì là chiếc ắt này có một cái đặc ưu điểm rất lớn, đó chính là cái việc là chống giật. Nó sẽ khi xảy ra quá trình rò rỉ điện mà chúng ta tiếp xúc vào thì là nó sẽ tự động nó sẽ nhẹ bật ắt xuống. Như thế sẽ đảm bảo an toàn cho cái người sử dụng. Trên đây thì em đã giới thiệu cho các anh chị mà chiếc nồi nấu cháo công nghiệp 80 lít sử dụng dầu để truyền nhiệt. Các anh chị có quan tâm đến sản phẩm hay là cần tư vấn thêm về sản phẩm thì các anh chị vui lòng liên hệ với số hotline của Điện Máy AHA để được Điện Máy AHA tư vấn cũng như là báo giá chi tiết cho các anh chị một chiếc nồi nấu cháo công nghiệp 80 lít sử dụng dầu. Cảm ơn các anh chị đã đăng ký kênh cũng như theo dõi kênh của Điện Máy AHA. Xin cảm ơn các anh chị.